khi tôi đi học ở trường Wistock, phòng 35. Hậu Nhiên à, kể từ hôm nay em đang chủ kế anh Nai ngồi nha. Đây là ý kiến của mẹ em, do em học dốt quá. Sao cô chỉ cắt em với Lâm Siêu vậy? Nó học giỏi, nó cũng kèm em được mà cô. Tao không có rảnh. Ê, ngay đầu mày là đại ca ở trường cũ hả? Đúng vậy. Vậy mình làm đại ca tao đi. Ừ. Không ngờ lai lịch của nó dữ dằn như vậy. Cái mỏ mình hư hỏng, nó có quấn mình rồi. Ê Anna, sau này nhờ mày giúp đỡ nha. Tất nhiên là được rồi. Anna, mày có ra ngoài không? Mua giùm tao hộp sữa đi. Cái thằng chó này, có tay có chân mà không tự đi mua. Này. Tất nhiên là được rồi, để tao đi mua cho. Nhỏ này bị gì trời, mới hôn một tiếng thôi mà. Tránh ra. Mày. Mày tránh ra, tao phải ra ngồi. Mày đang ngồi đó mà đi đâu? Không được hả? Tính ra chơi với đại ca cũng có lợi ghê. Sữa của mày nè. Cảm ơn nha. Không cần phải xấu đâu. Ê đại ca, sao anh cười vậy? Biết. Dạ.